Xin kính chào quý vị, đại lý tôi Sài Gòn TV và Chí Đức xin hân hạnh trở lại phần thứ hai của chương trình tử vi và số mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2 giờ PM đến 3 giờ PM. Xin thưa quý vị, chủ đề của chúng ta hôm nay là nhân tướng và nhân cách của con người. Để phép xem tướng thì kính thưa quý vị, ở trong cái cuộc sống của chúng ta và nhất là ở thế kỷ ngày hôm nay thì vấn đề xem tướng là vấn đề mà ai cũng biết và ai cũng nghiên cứu dễ dàng, bởi vì chúng ta có những rất là nhiều tài liệu sách vở, những sách vở về xem tướng thì rất là đầy. Nhưng mà chúng ta gần đây chúng ta có một cái cuốn sách của cụ Diễn do Bác Quyến, là cái người học trò của thầy, đã để lại cuốn sách xem tướng rất là quý báu và giá trị, thì chúng ta có thể tham khảo nhiều sách và sau đó thì chúng ta có thể xem lại đến cái sách cụ Diễn cũng thì giúp cho chúng ta phần nào về vấn đề xem tướng. Riêng về tôi thì khi tôi xem về tử vi số mệnh một con người đó thì chúng tôi luôn luôn sử dụng đến cái phép xem tướng, tức là người thân chủ muốn xem cái lá số tử vi thì chúng tôi phải phối hợp với cái tướng cách của người đó như thế nào, tai mắt mũi miệng, nhân cách của con người và tính cách của con người, cũng như là chúng tôi phối hợp đến các bộ như là mệnh tài quan, rồi chúng tôi xem cái tay người ta như thế nào, rồi nói chung là vóc dáng con người và âm thanh thì chúng ta sẽ phối hợp được, cộng lại với cái lá số tử vi chúng ta có thể biết được người ta nào về vấn đề xem tướng. Và xem tướng thì như chúng tôi đã trình bày có nhiều cách lắm, nhưng mà thường người xưa người ta hay dùng cái phép tôi gọi là dùng cái phép ngũ hành, bởi vì tất cả một sự biến thiên thay đổi của chúng ta dựa vào phép ngũ hành, âm dương ngũ hành, tức là chúng ta xem cái khuôn mặt người ta hành gì, cái cơ thể người ta hành gì, con mắt người ta hành gì, âm thanh người ta hành gì, chúng ta có những cái sự cộng dưỡng âm dương ngũ hành thì chúng ta sẽ biết được cái sự kết quả như thế nào từ vào cái yếu tố đó. Vì xem tướng thì chúng ta sẽ xem từ phần lớn vào bên trong cái chi tiết, từ trong chi tiết chúng ta ra phần lớn lại chúng ta mới cảm thụ được. Chúng tôi nói ví dụ như là xem tướng người ta thì đầu tiên thấy chúng ta phải xem cái vóc dáng tổng quát của người ta như thế nào, đó là người hình dáng tổng quát thế nào, chúng tôi có cảm nhận, sau đó chúng ta đến từ từ chúng ta xem đến cái bộ chân, bộ tay, cái cơ thể và cái đầu, rồi xong từ cái đầu chúng ta vào chi tiết chúng ta sẽ xem tai, xem mắt, xem mũi, xem miệng, xem tóc, xem cằm, xem trán, rồi chúng ta lại đi đó ra ngược lại cái trán đó phối hợp như thế nào, cái đầu nó phù hợp thế nào đối với cơ thể, đối với cái toàn thân, đối với tay như thế nào, vân vân. Thì chúng tôi nói sơ lược về cách phép xem tướng thôi, chứ chúng tôi không có đi vào chi tiết để mà chỉ dẫn sâu xa. Phép xem tướng là một điều đích thực về con người, về xem tướng cho con người thì đây là phép xem tướng là một điều hữu ích và có lợi. Chúng ta trong cuộc sống thì lúc nào chúng ta cũng gặp một người mới, một người bạn mới, chúng ta có hôm nay gặp người này người kia, chúng ta có thể liếc sơ qua một cái tổng quát để chúng ta đi vào chi tiết. Nhưng mà common sense thì tất cả mọi người khi nhìn một người, người ta cảm nhận được ở đây là người tốt, người xấu, người này hay, người này đẹp, người dễ, vân vân. Và cái nhân cách của người này như thế nào thì tốt hay xấu người ta đều có thể biết được, đó là một cách tổng quát. Chúng ta lấy ví dụ như là ông Donald Trump, chúng ta xem tướng ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là ông là người cao to, chân dài, mình to và hai bàn tay của ông thì nó bình thường thôi, nó không có to, tức là nó nhỏ và nó nhọn. Đây chúng ta có thể thấy là đây vóc dáng người này có sức khỏe, đầu của ông hình vuông, mặt vuông, nên người có sức khỏe và cái người có thể là đi đứng nhanh nhẹn được, nhưng đôi bàn tay của ông á thì là nó nhỏ và nó không có dài, nó không có to. Đây là cái người sẽ nặng về vấn đề làm việc bởi cái tinh thần nhiều hơn. Sau đó chúng ta xem đến đôi mắt của ông Donald Trump như thế nào, thì chúng ta sẽ đến mũi, đến miệng, đến cằm, đến tai, vân vân. Chúng tôi sẽ không đi chi tiết của Donald Trump như thế nào, nhưng mà tựa chúng tôi chỉ muốn nói rằng ông ta thì toàn thân của ông ta có hình toàn thân thì là hình hỏa, nhưng mà đầu ông ta có hình thổ và tay cũng là tay hình thổ và cái thân lưng của ông thân thổ, bởi vì hỏa sinh thổ cho nên là cái vóc dáng, cái cơ người đó nó không có bị conflict, nó không có bị trở ngại. Có những người mà ví dụ như là cái đầu của mình là đầu của người là mình hành hỏa nhưng mà mệnh thân của mình hành kim sẽ bị khắc chế. Nói chung là cái cơ thể tổng quát của ông Donald Trump thì rất là tốt đẹp để mà dễ dàng tiến thoái. Và đôi mắt của ông, điều đáng chú ý đó là cái khí mắt của ông rất là mạnh, khí mắt của ông thuộc về hành hỏa, và cái
cái khí sắc của người cũng thuộc về hỏa luôn, chứng tỏ rằng là cái ánh mắt và khí sắc của ông á, nó có cái sự sắc bén, cái sự quyền lệnh, cái sự chỉ huy, cái sự tấn công, chứ không nằm trong ánh mắt của cái sự mà chờ đợi hoặc là sợ tấn công vân vân. Khí mắt rất là mạnh, con người rất mạnh, hỏa sinh thổ, tất cả đều là thổ và năm sinh động thổ hết. Chính vì thế mà đây là con người sẽ tạo ra cho mình được cái sự thành công về cái con người vóc dáng, của sự đi đứng, sự sinh hoạt của mình. Tuy nhiên ông có một cái khẩu, tức là cái quyền khẩu cũng như cái quyền lệnh của mắt, cái hai cái nó quá mạnh, thì điều này sẽ làm cho những người chung quanh cảm thấy cảm giác không có an toàn, không dễ chịu khi gần ông. Thì trong tương lai thì sẽ dẫn đến nhiều cái sự đố kỵ và nhiều cái sự khắc lại cái sự tiến xa trong cái kinh, trong cái cuộc sống cũng như là cái đường tiến thân và sự làm việc của một vị tổng thống là như vậy. Kính thưa quý vị, trong phần thứ hai này chúng tôi xin trình bày về đọc sách Thánh Hiền. Thì trong một cái chương của sách Thánh Hiền dạy chúng ta thì nên nghe qua và cũng nên xem xét lại hiện tại mình có như thế nào. Vì đây là lời của sách Thánh Hiền dạy. Trong chương Cảm Ứng Thiên có dạy rằng họa phúc đều không tự đến mà do lòng người tự gây ra. Làm ác thì gặp họa, làm lành thì được phúc. Sự báo ứng như hình với bóng, không sai một mảy may. Nên hành thiền để tích đức, lũy công, trung thành với tổ quốc, hiếu thảo với cha mẹ, hòa mục với mọi người. Không nên phong phanh tuyên truyền khuyết điểm của người khác, cũng không nên khoe khoang phô trương tài năng và sở trường của mình. Hãy che giấu phần xấu mà biểu dương phần tốt của mọi người. Một khi chịu sự khinh khi, bị sự khinh khi hay nhục mạ của người khác, không sinh lòng oán hận, chớ nên kiêu căng tự hào, mà hãy xét xem tài đức của mình có tương xứng hay không. Người hành thiền sẽ được thiên hạ tôn kính. Đó là cái phần chương sách Thánh Hiền dạy. Đến phần thứ ba chúng ta sẽ có một phần thứ hai của chương sách Thánh Hiền dạy. Chúng ta cũng có thể nghe qua và kiểm tra lại đến cái nhân đức của mình, cái nhân tướng của mình, kiểm tra lại cái những cái tôi gọi là đi vào cái sinh hoạt cuộc đời của mình, con người của mình, nhân tướng của mình, nhân đức của mình, để chúng ta kiểm tra lại để mà sống được tốt đẹp hơn. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi xin phép vào phần giảng giải lá số tử vi. Xin cho biết năm tháng ngày giờ sinh của người gọi vào. Alo. Dạ alo. Sinh ngày 4. Ngày 4 tháng mấy ạ? Năm mấy ạ? Dạ mùng 4 tháng 11 năm 69 âm lịch ạ. Cho tôi ngày dương lịch ạ, ngày dương lịch. Dạ ngày dương lịch thì không nói rằng là ngày khác chứ không phải ngày đó. Âm lịch. Sinh lúc mấy giờ? Dạ 7 giờ tối ạ. 7 giờ tối. Tức là sẽ người này sẽ sinh vào giờ Dậu. Ngày âm lịch là ngày mấy? Ngày âm lịch tháng ngày mấy âm lịch và tháng mấy âm lịch, đọc lại. Alo. Dạ ngày 4 tháng 11 năm 69. Kính thưa quý vị thì mùng 4 tháng 11 năm 69. Tôi hiểu. Ngày 4 tháng 11 năm 19 tôi phải đổi qua từ cái ngày âm lịch, tôi chuyển qua ngày dương lịch, thì đây là một cái sự mất thời giờ của tôi. Đây là cái người, vì đây là người gọi vô đầu tiên cho nên tôi sẽ ưu tiên để tôi chuyển từ ngày âm qua ngày dương. Cho nên quý vị gọi vào, xin quý vị gọi dùm cho tôi là ngày dương lịch nhá. Quý vị có những ngày dương lịch chúng tôi không nhận ngày âm lịch, bởi vì tôi phải mất thời giờ tôi chuyển từ âm qua dương. Tôi xin lặp lại, người nữ sinh vào ngày 12 tháng 12 năm 1969. Nhằm ngày âm lịch là ngày 4 tháng 11 năm 1969 kỷ Dậu, có giờ sinh là giờ Đinh Dậu. Mệnh số người này như sau. Đây là người có cự cơ ngộ thân, ngộ thái tuế. Đây là cái người mà cuộc đời mình có song hao, là có thân bận rộn, tháo vát, làm rất nhiều, đạt không được bao nhiêu hết. Người này chỉ ghi chú một điều duy nhất, đó là khi về đến vận năm, tức là người này bắt đầu thất bại từ
cách đây từ 2 năm trở đi rồi nhá. Người này chờ cho một người, đây là người tiền vận lấy chồng có con được tốt đẹp lắm ở giai đoạn trung vận của mình, khi bắt đầu từ 2 năm nay bắt đầu sụp suy sụp cho đến hết đời của mình luôn. Đó là cái số mệnh người ta là như thế nha. Người này thì được cái con người của mình và được cái trung vận mà thôi, sau cuối đời của mình sẽ bệnh tật và sẽ không được gì hết và mất tất cả hậu vận của mình. Xin thưa quý vị, chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài, hẹn gặp lại quý vị phần thứ 3 trong giây lát. Xin kính chào quý vị.